Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, tất cả giảng viên tại Trung tâm Anh ngữ Lang Master đều phải tham gia một quá trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Trung tâm Anh ngữ Lang Master là trung tâm duy nhất đào tạo theo đúng lộ trình và yêu cầu tiêu chuẩn CELTA, giúp cung cấp cho giảng viên những kiến thức, kỹ năng thiết yếu để tự tin trên hành trình giảng dạy của mình. Hãy cùng Lang Master tìm hiểu xem quy trình đào tạo tại đây có gì thú vị nhé! Nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên kiến thức, kỹ năng, tác phong và thái độ chuyên nghiệp nhất khi giảng dạy, các giảng viên sẽ được đào tạo từ nền tảng lý thuyết phương pháp giảng dạy, quy trình dạy bài bản theo CELTA, cách sử dụng ngôn ngữ trong lớp học, kỹ năng quản trị lớp học, thấu hiểu và xử lý các vấn đề của người học, kiểm tra đánh giá và đặc biệt là hệ thống các phương pháp giảng dạy sáng tạo như project-based learning, học theo dự án. Ngoài việc học lý thuyết và thực hành tại lớp, các giảng viên sẽ được giảng tập với các chủ đề khác nhau trước khi đến với giai đoạn đi dạy chính thức. Chúng tôi hiểu rằng kỹ năng giảng dạy của giảng viên chính là chìa khóa then chốt tạo nên chất lượng của trung tâm. Do đó, quá trình đào tạo chuyên sâu này sẽ giúp chúng tôi lựa chọn ra những ứng viên thực sự tài năng và có tâm với nghề để tham gia vào đội ngũ của giảng viên Lang Master.